cơ có giảm, sinh lực cơ giảm, phản xạ cơ cơ chỗ này có chứ không, tóm lại là liệt mềm đúng không ạ? Rồi ok, như vậy lúc đầu mình không cần quan tâm nữa, mình chắc chắn mình sẽ có liệt mềm rồi, giống như cái dữ liệu của đề bài đưa. Nhưng mà việc bây giờ mình phải phân biệt là không biết là trung ương hay là ngoại biên, bởi vì khi tổn thương từ C1 đến C5 có liệt nửa người trái không? Hả? Có liệt nửa người được không? Đạt tủy á, đạt tủy từ C1 đến C5 có chứ. Nhưng không tổn thương trung ương. Nhưng sao? Không phải tủy mà không trung ương thì cái gì trung ương? Mặt, chính xác, tức là không tổn thương dây thần kinh sọ. Nhưng bệnh nhân của mình có tổn thương, chắc chắn nó phải nằm ở trên C1. Đúng chưa? Đây là có mình chỉ thu gật đầu, được không mọi người? Đúng rồi, đúng rồi. Mình mở lại cái trang của ghi là liệt nửa người không kèm theo tổn thương dây kinh sọ là từ đại tử từ C1 đến C5, tìm lại trang đó. Thấy chưa? Nhưng bệnh nhân của mình là tổn thương là trên, có tổn thương dây số 7 nên chắc chắn phải từ C1 trở lên, được chưa ạ? Khi tổn thương C1 trở lên thì nó phải nằm rơi vào trung trung ương đấy. Như vậy ở đây mình xác định được cái trung ương chắc chắn phải có rồi, giờ làm sao để khám đúng không ạ? Này, thứ nhất mình không có ghi là khi cái gì đó. Để phân biệt tôi khám hai chấm phản xạ bệnh lý khác là cái gì? Là dấu hiệu Babinski. Babinski. Liệt trung ương thì sẽ có, phải có thì mới là liệt trung ương. Tiếp theo, rối loạn cảm giác theo khoanh tủy. Theo khoanh tủy có vẻ rối đó, đúng không? Vậy làm sao để phân biệt thì không phải ngoại biên? Nếu như mà tổn thương trung ương thì sẽ không có triệu chứng này. Không phải. Mình thấy là tổn thương liệt ngoại biên thì người ta sẽ biểu hiện sao? Tổn thương liệt ngoại biên, rối loạn cảm giác sao? Đúng rồi, kiểu mang nhau mang vớ. Như vậy cái tổn thương trung ương thường nó sẽ không kiểu đó. Nhưng mặc dù ghi chỗ này đúng không? Đúng. Tức là mình có phải khám không? Khám. Như vậy khám đó là cảm giác điều mà ba triệu chứng: nông, sâu. Xin lỗi, hai cái đấy. Nông và sâu. Trong nông thì có 1, 2, 3. Sâu thì có cái gì? À rung, với lại vị thế hơn. Còn nông thì mình sẽ khám cảm giác sờ nông, cảm giác đau nhiệt, đúng không ạ? Rồi teo cơ, mình đừng có ghi âm nha, tức là teo cơ mình là có khám thôi, mình chỉ cần xác định là mình khám cái gì thôi, được chưa? Cuối cùng có chuyển sang liệt cứng không? Cái này có khám không? Không có. Cái này là bệnh nhân đang nhập viện với mình là liệt về. Mình không phải đang khám, mình chờ cái đó nó xảy ra thôi. Như vậy tóm lại ở hiện tại trên bệnh nhân này, mình khám thứ nhất có Babinski có hôm nay không, có rối loạn cơ tròn không, có rối loạn cảm giác theo quanh tủy không, và cuối cùng có teo cơ không. Nếu không có hoặc là có những cái dấu này thì mình sẽ suy ra nó là bị liệt trung ương, phải thôi, được chưa? Phải thôi, nhưng không cần phải ghi phía trên này đâu. À, chị đang ghi phía trên rồi, nhưng mà phải ghi rõ thôi nha. Phải xem bệnh lý khác là gì, khám cảm giác là khám cái gì, tại vì câu hỏi là khám bằng cách khám cái gì thì phải ghi rõ ra, được chưa? Cụ thể ra một chút xíu ha. Câu này dễ không, mà thật ra nó là kết hợp của lý thuyết đó, đúng không? Các bạn phân biệt liệt mềm trung ương, liệt mềm ngoại biên hay chàng, nhưng mà sẽ ghi ngắn gọn lại thôi, phù hợp với bệnh nhân của mình thôi. Bệnh nhân của mình đang liệt mềm rồi ha, được chưa ạ? Thì dễ không? Dễ khó không? Khó. Chưa quen. Chưa quen thôi, đúng không? Chưa quen. Nhưng có một điều chắc chắn là phải tổn thương ở trung ương á, bởi vì có liệt dây bản trung ương. Chưa hết phần cân, chắc phần cân. Có liệt dây bản trung ương ha. Nhưng mà cái phòng thang của chị ghi ở bước đầu là đúng á. Giờ không sao đâu, không còn đâu. Xác định liệt mềm mình đang
này là liệt quyền rồi, nhưng mà bây giờ yêu cầu mình là xác định trung ương hay là mình biết không? Nhưng mà như thế này nhé, nếu như mà nó không có cái liệt bảy này, đương nhiên là cái trên là quả nhiên đúng không? Nhưng bởi vì nó có thêm cái thằng liệt bảy này nữa, cho nên là mà sẽ được mà tất cả các tháng nhiên mà dương tính còn cách nào thì dạ, dạ đúng rồi. Vì kết luận của mình thì có theo cơ là không có, ít có đó. Trên siêu mẫu được chưa? Còn cái phần này nè, thằng Khoa mình có phần kháng không? Kháng trên một bệnh nhân bị tai biến là cần phải kháng, nhưng để xác định trung ương hay ngoại biên thì không phải này, đúng không ạ? Khi mà người ta kết luận ra ngoài tức là người ta phải kháng cái phần này rồi mới phát hiện được liệt bảy trung ương, chứ không kháng mình đâu có xác định được, đúng chưa? Cho nên là phần này mình không cần kháng, cái kỹ thuật này mình thừa để đáp ứng cho câu này thì không cần kháng cái này. Nhưng mà hỏi kháng 12 dây chứng sọ cần phải kháng cái gì thì kháng cái này luôn. Câu hỏi kỹ nha, 12 dây chứng sọ trên bệnh nhân này sẽ có bất thường gì thì mình ghi như vậy là đúng. Nhưng cô đang hỏi là phân biệt trung ương và ngoại biên thì không cần khám cái này, được chưa? Được không ạ? Nhưng mà cái khác là phân tích.